xin chào quý vị và các bạn đến với kênh hữu quốc món ngon dễ làm và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm cơm kho thịt một món ăn rất là ngon và rất là dễ làm cách làm như nhà mình thì cũng rất là đơn giản lắm luôn nấm cơm thì rất là thanh ngọt ngon còn à, thịt heo đó quý vị thì rất là bổ dưỡng món nấm cơm kho thịt đó quý vị thì rất là được ưa chuộng trong à, các bữa ăn ở gia đình và hôm nay mình sử dụng nửa ký gam nấm gơm nha quý vị nấm gơm thì hôm nay mình mua quý vị mua vào buổi chiều nên nó hơi dù dù cũng rất là nhiều nha quý vị rồi mình sẽ sơ chế phần nấm gơm này luôn rồi mình cho hơn nửa muỗng canh muối bọt vào trong cái hao nước rồi mình đảo đều lên cho muối nó tan ra hết luôn và bây giờ thì mình sẽ cho nấm gơm vào để mình ngâm qua nước muối loãng nha quý vị nấm gơm thì mình ngâm qua nước muối loãng tầm cũng khoảng từ 7 đến 10 phút rồi sau đó mình sẽ rửa lại với nước lạnh cho nó thật là sạch luôn và bây giờ mình bắt cái nồi nước lên mình cho cũng khoảng nửa muỗng canh muối hộp vào rồi mình đảo đều lên đó, bây giờ nước đã rất là sôi rồi và nấm gơm đó quý vị thì mình rửa lại với nước lạnh cũng rất là sạch rồi và mình sẽ chần qua nước sôi nha quý vị chàng qua tầm cũng khoảng hai ba phút để cho nó muốn gom của mình đó quý vị nó sẽ loại bỏ ra hết những cái chất mà nó không có tốt cho sức khỏe quý vị ra ngoài hết luôn nó sau nãy giờ mình chần cũng khoảng hai ba phút rồi và bây giờ thì mình sẽ vớt nấm gom ra nghe quý vị mình chần qua nước sôi như vậy nè quý vị để hồi mình khó thì nấm gơm của mình á cái nước nó cũng rất là trong và nó không có bị đục nha quý vị khi mà mình kho với thịt. Rồi bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Hành lá quý vị thì mình sẽ à, sắt nhỏ nhỏ ra. Để khi nào mà nấm gom kho thịt của mình chín thì mình sẽ cho hành lá vào để cho nó thơm hơn và món ăn của mình nó sẽ ngon hơn. Và hôm nay mình sử dụng một cây xả nha quý vị. Rồi mình cũng đập cho nó dập dập rồi sau đó thì mình cũng sắt nhỏ nhỏ ra nếu mà nhà mình không có xả thì có thể mình thay thế bằng tỏi và hành tím cũng được nữa nghe quý vị rồi mình cũng băm cho xả nó hơi những diễn ra là được rồi để nữa mình phi nghe quý vị và hôm nay mình sử dụng hai miếng thịt ba gọi nha quý vị nọ thịt ba gọi thì mình mua về mình rửa qua nước muối lỏng rồi bây giờ thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra mình sắc sao cho vừa ăn nghe quý vị mình có thể sử dụng thịt ba gọi như nhà mình cũng được hoặc là mình sử dụng thịt đùi thịt nạc cũng được nghe quý vị và wow, sau một hồi mình cũng đã sát ra xong rồi đó quý vị và wow, bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho thịt ba gọi vào thịt ba gọi mà mình áp chảo quý vị thì nó sẽ ra bớt cái phần mỡ của thịt ba gọi nghe quý vị áp chảo rồi hồi mình kho thì nó sẽ đỡ ngán hơn mình chiên giống như mình chiên trái cạnh như nghe quý vị đó, sau một hồi hai mặt qua gọi nó cũng hơi vàng vàng lên là được rồi. Đó, quý vị thấy nó ra cái phần à, mở à, rất là nhiều luôn nè. Đó, và bây giờ thì mình sẽ à, nhắc xuống, mình bắt cái chảo khác lên và cái phần mở của à, thịt bà gọi nè quý vị, mình sẽ à, cho vào trong cái chảo. Cũng khoảng à, một muỗng canh à, mở nha quý vị. Rồi mình sẽ à, cho xả vào để mình phi đó, trong lúc phi thì mình đảo đều lên nghe quý vị và sau nãy giờ mình phi đó, khoảng một phút rồi bây giờ mình sẽ cho đường vào để mình à, thắng nước màu luôn nghe quý vị đó mình cho đường vào mình cứ à, nấu chút xíu thì đường nó sẽ à, ngắn sang cái màu à, vàng cánh nâu đó quý vị đó Bây giờ thì đường nó đã ngã sang cái màu cánh nâu rất là đẹp rồi đó quý vị Và bây giờ thì mình sẽ cho nguyên dĩa thịt bà gọi nãy mình áp chảo đó quý vị Mình cho hết vào luôn rồi mình đảo đều lên Lúc này lửa thì mình để review được rồi nha quý vị Để cho thịt bà gọi của mình nó sẽ thấm từ từ Cái phần nước màu mà mình thấm đó quý vị Và bây giờ thì mình sẽ cho vào khoảng 1 phần 3 muỗng canh hạt niêm nước mắm thì mình cho khoảng hai muỗng canh nước mắm vào hai muỗng hơi lưng thôi rồi tiếp tục mình đảo đều lên nha quý vị đến khi nào mà thịt ba gỏi của mình á nó thấm thật là sâu các gia vị nó lên cái màu thật là đẹp luôn á quý vị thì mình sẽ cho nấm cơm vào Đó, bây giờ thì thịt ba gọi của mình á quý vị cái màu sắc nó hơi vàng lên rồi rất là đẹp luôn rồi cũng hấm rất là sâu gia vị rồi thì mình sẽ cho nguyên dĩa nấm gơm vào nãy mình đã luộc sơ qua đó quý vị và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng nửa chén nước lọc vào nha quý vị tại trong lúc mình khó thì nấm gơm nó sẽ có ra một ít nước nha quý vị cho nên mình sẽ cho nước vào ít thôi để mình kho đó, khi mà nấm gom kho thịt của mình cũng đã vừa chín tới rồi thì mình sẽ cho phần tương ớt vào tương ớt này quý vị nó không có cay lắm nghe quý vị các món kho mà mình có tương ớt vào á thì cái màu kho của mình á nó sẽ đẹp hơn nghe quý vị và bây giờ nấm gơm kho thịt của mình cũng đã chín rồi thì mình sẽ cho vào ba trái ớt hiểm nha quý vị rồi mình kho thêm tầm cũng khoảng một phút nữa là được rồi rồi bây giờ mình cho so hành lá vào luôn khi mà nấm gơm kho thịt của mình đã chín rồi mình sẽ tắt lửa luôn nha quý vị đó bây giờ thì mình sẽ múc hết ra dĩa luôn Đó, sau một hồi múc ra đầy dĩa đó quý vị, Trông cũng rất là hấp dẫn lắm luôn. và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị, nguyên dĩa nấm gơm kho thịt cũng đã chín rồi, đã thành phẩm rồi đó quý vị. một món ăn rất là ngon, cách làm như nhà mình đó quý vị, thì cũng rất là đơn giản lắm luôn. Đó, món này ăn rất là bắt cơm lắm luôn, rồi, cũng đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc món ngon dễ làm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.